Hello bạn ha, mình Thiện đây. Đây là video thứ hai trong cái chuỗi video là kỹ năng bán hàng đỉnh cao, được không ạ? Và video này với chủ đề là cách vượt qua nỗi sợ bị từ chối trong bán hàng. Và các bạn là một nhân viên sale hay các bạn là một cái nhân viên bán hàng này, các bạn rất là sợ bị từ chối không ạ? Thì hôm nay các bạn sẽ được Thiện chia sẻ cách để vượt qua nỗi sợ này. Ok không ạ? Thì nhìn chung á, mỗi người sẽ có rất là nhiều cách để vượt qua nỗi sợ bị từ chối khi chào bán một sản phẩm nào đó bạn nha. Trong video này thì anh sẽ chia sẻ ba cách mà Thiện thường áp dụng để vượt qua được nỗi sợ bị từ chối từ khách hàng. Cách đầu tiên đó là Thiện sẽ nhìn về cái tỷ lệ thành công. Có nghĩa là sao? Giả dụ rằng bạn chào hàng 1.000 khách, đúng không ạ? Bạn sell phone hay bạn gặp 1.000 khách hàng gì đó từ offline chẳng hạn, 1.000 khách như vậy thì có 10 khách hàng quan tâm. Qua trong 10 khách hàng quan tâm này thì có được một khách hàng mua, đúng không ạ? Trong những ngày qua bạn sell phone hay là bạn đi chào hàng ấy, bạn đã nhận được 800 lời từ chối rồi. Nhớ các bạn nha, nhận được 800 lời từ chối rồi. Thì lúc này xin chúc mừng bạn. Tại sao ạ? Tại vì chỉ cần bạn tiếp xúc thêm 200 khách hàng nữa thôi là bạn có một đơn hàng. Phải không các bạn? Trong 1.000 khách hàng thì chúng ta có được một khách hàng, đúng không ạ? Thì rõ ràng chúng ta nhận được 800 lời từ chối rồi, thì chúng ta nhìn về cái tỷ lệ là chúng ta chỉ cần cố gắng nỗ lực thêm 200 khách hàng thôi là chúng ta được một khách hàng rồi, được không các bạn? Thì khi mà các bạn nhìn về cái tỷ lệ thành công này, các bạn sẽ vượt qua nỗi sợ bị từ chối, được không bạn? Đấy, chúng ta phải nhìn về cái khía cạnh là tỷ lệ thành công chứ đừng có nhìn về khía cạnh là tỷ lệ thất bại. Nếu nhìn về cái tỷ lệ thất bại thì các bạn sẽ bị nản ngay, được không ạ? Đó là cách một, cách đầu tiên mà Thiện thường áp dụng. Cách thứ hai đó là Thiện sẽ xây dựng nhiều kênh tiếp cận khách hàng. Để anh chị ạ, khi mà Thiện xây dựng nhiều kênh tiếp cận khách hàng thì Thiện có hàng trăm khách hàng mỗi ngày sẽ chủ động liên hệ với mình để mua hàng. Thì lúc này á, dù có 10 người hay là vài chục người hay thậm chí là cả trăm người từ chối đi nữa thì cũng chả sao, kênh tiếp cận khách hàng chúng ta đã có rồi, khách hàng cứ chủ động liên hệ mà, phải không ạ? Đấy, thì lúc này Thiện sẽ tập trung vào những cái khách hàng có triển vọng hơn, những khách hàng họ quan tâm thực sự hơn. Thì lúc này á, thực sự là khách hàng họ cần mình chứ không phải là mình cần khách hàng nữa. Khi mà các bạn làm chủ được việc tìm kiếm khách hàng, có nghĩa là các bạn sẽ làm chủ được cuộc chơi các bạn nha. Đấy, đây là cái bí quyết các bạn nha. Rồi, cách thứ ba nữa là Thiện thường ngẫm các bạn nha. Ngẫm là sao? Có nghĩa là đôi khi chúng ta phải lấy tĩnh chế động, đúng không ạ? Chúng ta phải tĩnh lặng một chút, đúng không các bạn? Thiện sẽ thường ngẫm, và sau một thời gian ngẫm tầm 5 10 phút hay là 15 20 phút thì các bạn sẽ lấy lại được động lực và các bạn sẽ có những cái định hướng mới. Thì thông thường á, Thiện sẽ lên YouTube, Thiện sẽ gõ những từ khóa như là lời dạy Khổng Tử này, hay là bài học thất bại của Tào Tháo này, vân vân. Thì mỗi người sẽ có một cái thần tượng riêng. Riêng Thiện thì Khổng Tử và Tào Tháo là hai cái nhân vật mà truyền cái động lực cho mình rất là nhiều, đúng không các bạn? Thì sau khi mà Thiện dành thời gian ngẫm nghĩ nghe những lời dạy Khổng Tử này, những bài học thất bại của Tào Tháo này, thì Thiện cũng đúc kết được rất là nhiều. Và cái việc đó sẽ giúp Thiện là ngày càng củng cố tinh thần hơn và vượt qua được cái nỗi sợ bị từ chối hơn. Thì đó là ba cách mà Thiện thường áp dụng khi mà xử lý cái việc là bị từ chối, được không bạn? Thì có cái tư duy rất là quan trọng đấy các bạn. Trong ba cách này thì bạn làm cách nào trước? Bạn làm cách nào trước ạ? Cái tư duy này hết sức là quan trọng các bạn nha. Thì có nhiều bạn là sẽ làm cách một thôi, hoặc là có nhiều bạn sẽ làm cách ba thôi, và có nhiều bạn là sẽ làm cách hai thôi. Nhưng mà Thiện khuyên các bạn là trong ba cách này á, thì các bạn nên làm cách hai trước. Đó, các bạn nên xây dựng nhiều kênh tiếp cận khách hàng trước, được không các bạn? Nếu mà các bạn không biết cách xây dựng nhiều kênh tiếp cận khách hàng như thế nào á, bạn hãy lên YouTube các bạn, youtube.com. Rồi bạn gõ từ khóa là cách tiếp cận khách hàng tiềm năng cộng với tên thương hiệu của Thiện là Lâm Thanh Thiện nha, Lâm Thanh Thiện, bấm Enter. Thì đây, đây Thiện có chia sẻ cái video chỉ mới 2 tuần trước thôi các bạn mà hơn 9.000 lượt xem rồi, được không ạ? Và video này thì nó rất là chi tiết luôn, bạn hãy tìm đến video này bạn nha, chỉ 20 phút thôi thay đổi cuộc đời của chúng ta. Thì bạn có muốn đánh đổi không ạ? Đấy, thì bạn hãy lắng nghe hết cái video này thì Thiện tin chắc rằng bạn sẽ có định hướng cho mình để mà xây dựng các kênh tiếp cận khách hàng nó hiệu quả nhất. Thì sau khi mà bạn có các kênh tiếp cận khách hàng rồi á, thì lúc này bạn áp dụng cách một này, có thể là bạn đi ra ngoài offline bạn tiếp xúc khách hàng này, hoặc có thể là bạn sell phone cho khách hàng này. Thì lúc này cái kênh tiếp cận khách hàng này bạn đổ khách hàng chủ động về, đúng không các bạn? Cái việc cách một là chúng ta chỉ sử dụng khi mà chúng ta rảnh thôi, hoặc là chúng ta muốn thôi.
Tại đôi khi nếu mà cách hai bạn làm tốt á, thì khách hàng họ đổ về liên tục liên tục liên tục, rất là nhiều khách hàng họ đổ về vì cô bạn đôi khi bạn chăm sóc không có kịp luôn á, chứ không phải là bạn rảnh để bạn làm cách một đâu, hoặc là bạn rảnh để làm cách ba đâu, được không các bạn? Đấy thì đó là cái tư duy hết sức là quan trọng mà thầy muốn chốt lại các bạn, đó là các bạn nên làm cái cách hai, được không các bạn? Các bạn có cái kênh tiếp cận khách hàng rồi á, thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ làm chủ được cuộc chơi trong cái việc bán hàng này. Ok, thì đó là xong cái video mà Thiện hướng dẫn các bạn là cách vượt qua nỗi sợ bị từ chối trong bán hàng. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Đây là cái chủ video Thiện hướng dẫn về kỹ năng bán hàng đỉnh cao, được không ạ? Thì nếu như bạn có cái khúc mắc hay là cái chủ đề nào bạn quan tâm á, bạn cần Thiện giải đáp á, thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới video này, thì sẽ cố gắng dành thời gian giải đáp cho các bạn. Ok, vậy video này sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.